Chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Quy Chuyện, mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nghịch Thiên Tà Thần, tập 208, Vô Cấu Vô Nhai, Chân Tướng Hôn Điển, Lựa Chọn Trời Ban, Tiên Cung Vân Nguyệt. Chúc bạn xem video vui vẻ, xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới. Cảm ơn. Lời Vân Triệt nói cũng không nặng, nhưng lại giống như cự lôi kinh thiên nổ tung trong đầu tất cả mọi người. Hôm nay bọn họ tới tham dự hôn điển chân thế của Nguyệt Thần Đế, tuyệt đối không nghĩ đến hôn điển còn chưa bắt đầu, bọn họ đã bị kinh lôi liên tục kinh hãi đến thần hồn đều run rẩy thần hậu mà nguyệt thân để môn cưới là thê thất vân triệt đã cưới hỏi đàng hoàng nay cho dù tất cả thiên tài trên đời này cùng đến nghĩ vỡ đầu cũng tuyệt đối không viết ra được kịch bản như vậy mọi người đều miệng há hốc hai giấy ngâm tuyết viêm thần càng cả kinh đến mắt lồi ra ngoài thần hồn đều bốc lên nhất là hỏa như liệt miệng há to đủ để nhét vào một hỏa phá vân ánh mắt của nguyệt thần đế triệt để chấn động hắn nhìn vân triệt hồi lâu mới chậm rãi nói ngươi quả nhiên là đúng chính là ta vân triệt lạnh lùng đắp sau đó nhìn về phía tinh thần đế nhưng mà có một việc ta phải nói rõ lời nói mới vừa rồi của nguyệt thần đế đều không phải lừa gạt và nói xạo tám năm trước ta thật sự đã chết nguyệt thần đế tinh thần đế cau chặt chân mày vân triệt không tỏ vẻ gì nói khi đó tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết cũng tự nhiên không biết ta còn sống nói cách khác cho đến trước ngày hôm nay hạ khuynh nguyệt đều không biết rằng ta còn sống hắn nói lời này cũng không phải vì giúp nguyệt thần đế vì liên quan đến mặt lỵ hắn tuyệt đối không có ấn tượng tốt với tinh thần đế mà tinh thần đế cầm hôn thư của hắn chuyện này rõ ràng đang lợi dụng hắn sao hắn cam nguyện cứ không công làm cây thương cho tinh thần đế sử dụng như vậy cho nên ta còn sống đây chẳng qua là ngoài ý muốn không nên có đối với nàng mà thôi phần hôn thư này ta đã giao cho tỷ nữ cẩn nguyệt của hạ khuynh nguyệt muốn cẩn nguyệt sao cho hạ khuynh nguyệt chính là vì để cho chính ảng xóa đi ngoài ý muốn này dù sao mặc dù ta và nàng đã từng là phu thê nhưng tình cảm luôn lạnh nhạt lại sinh từ cách xa nhau 8 năm a vốn lạnh nhạt đến sợ rằng đã sớm không dư thừa chút nào phần hôn thư đã sớm nên hóa thành bụi bặm này đã miễn cưỡng xem như một điểm duy trì cuối cùng kia giọng vân triệt rất lạnh gần như không chút tình cảm nào hắn nhìn tinh thần đế mặc dù đối diện trực tiếp với một thần đế nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ lạnh lẽo phải nói ta cũng đã nói rồi hiện giờ ta có một nghi vấn muốn thỉnh giáo tinh thần đế vì sao phần hôn thư này sẽ lại ở trong tay của ngươi vì sao ngươi lại sẽ nhận định tiêu triệt trên hôn thư này chính là ta Nguyệt Thần Đế nhìn Vân Triệt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, người khác không cách nào lý giải. Giải thích của Vân Triệt ngoài dự đoán của Tinh Thần Đế cũng rõ ràng làm rối loạn bàn tính của hắn, sắc mặt của hắn trở nên hơi cứng ngắc, cười nhạt một tiếng. Bổn vương nói đây là nhặt được, người tin chứ? Vân Triệt gật đầu, tin, đương nhiên tin. Đường Đường Thần Đế một giới, đương nhiên không có khả năng làm ra hành động ti tiện âm thầm trộm đồ của người. Mọi người đang bị chấn động đến đầu óc lờ mờ, bọn họ đều cảm thấy kinh hãi không gì bị kịp với chất vấn và ngầm trào phúng tinh thần đế lần này của vân triệt thiên diệp ảnh nhi hơi thất vọng hóa ra là tiên phu chết mà trở lại xem ra cái nón cố tình lấy này không đội lên được hơn nữa khí tức nguyên âm của hạo khuynh nguyệt còn đó lần này tinh tuyệt không không có biện pháp nào khiến nguyệt vô nhai ngã dập mặt những lời này nghe ra không hề có chút liên quan nào đến nàng nhưng mà có thể ghê tẩm nguyệt vô nhai một chút cũng không tệ nhưng mà phân triệt lần này chắc chắn phải khó coi càng thú vị hơn không phải sao thiên diệp ảnh nhi khẽ cười lúc này một dòng khí cuốn động độ nguyệt tiên cung vẫn luôn yên tĩnh lơ lửng dưới thần nguyệt đột nhiên chớp động lên huyền quang chậm rãi bay tới bên này bay thẳng đến dừng lại ở trên không chỗ đám người vân triệt quần sáng mở ra hạ khuynh nguyệt đi ra từ giữa chậm rãi hạ xuống như tiên nữ trên cung trăng bay xuống phàm trần xa xa thoáng nhìn đã là ngàn vạn kinh hồng lúc này hiện thân ngay trước mặt nhất thời một cảm giác hít thở không thông khôn kể đập vào mặt hôm nay là hôn điển thành thần hậu của nàng nhưng một thân váy dài màu xanh nhạt của nàng lại hết sức giản dị, còn không bằng nguyệt thần y của đế nữ nguyệt thần. Nhưng mà, chính là váy ngoài đơn giản như thế, lại vì nàng mà nở rộ ra chói mắt vô cùng tao nhã. Đôi mắt của nàng vô cùng bình thản, như một đầm tối không hề có gợn sóng, lại giống như ngưng tụ tất cả thanh tú trên thế gian. Nàng chỉ lặng lặng đứng ở đó, không nhìn ngó nhíu mày cười, nhưng ánh mắt của mọi người đều ngưng lại ở trên người nàng. Kể cả hai đại thần đế tinh thần nguyệt thần đã vô ý thức phai nhạt làm nền ở bên người nàng. Vân triệt nhìn nàng, sau đó chậm rãi rời ánh mắt đi nàng vẫn là hạ khuynh nguyệt nhưng so với năm đó nàng đã triệt để thoát thai hoàn cốt rõ ràng gần ngay trước mắt lại làm cho người ta có một cảm giác hư ảo kỳ dị nàng giống như thần nữ từ trong cuộn tranh viễn cổ đi ra mà không nên tồn tại ở nơi phàm trần dơ bẩn trong lòng mọi người gần như đều yên lặng lóe lên một suy nghĩ có lẽ chỉ dựa vào tiên tư của nàng cho dù không có lưu ly tâm nàng cũng đủ trở thành thần hậu thần vực cự hạn nhất tươi đẹp nhất thế gian này không chỉ cho long hậu thần nữ và lại còn cho cả nàng nguyệt thân đế nhìn nàng ánh mắt phức tạp khuynh nguyệt vân triệt thật sự là tiên phu mà ngươi đã từng đề cập với ta sao dạ hạ khuynh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu vân triệt tiếng nuốt nước miếng liên tục nối tiếp toàn bộ lời nói của những người khác đều có thể coi là ước đoán nhưng một chữ này của hạ khuynh nguyệt lại là thừa nhận không thể cãi lại nhất nguyệt thân đế nhất thời không nói gì liếc nhìn vân triệt thật sâu hạ khuynh nguyệt khẽ chuyển mắt tinh thần đế có thể đưa hôn thư lại cho ta không ha ha đây vốn là thứ của ngươi nên vật quy nguyên chủ tinh thần đế cười nhẹ ngón tay chia ra hồn thư nhẹ bồng bay tới được hạ khuynh nguyệt nhận vào trong tay đây là chuyện của ta liêm để cho ta giải quyết đi hạ khuynh nguyệt khẽ nói nguyệt thần đế gật đầu ánh mắt chia ra đảo qua trên người hạ khuynh nguyệt và vân triệt sau đó nói một câu hơi kỳ quái nếu là hắn lại xứng trên ngươi nói xong hắn đã lui lại trước theo tư thế của hắn những người khác cũng đều vội vàng lui về phía sau nhanh chóng liền lui ra một mảnh trống rỗng rất lớn trong thế giới trống rỗng chỉ có vân triệt và hạ khuynh nguyệt đứng yên ở trung tâm cùng với độ nguyệt tiên cung lặng lặng di chuyển ở trên không trụ thiên thần đế cảm thán một tiếng thật sâu thế mà lại sẽ phát sinh chuyện như vậy vân triệt là thiên đạo chi tử còn hạ khuynh nguyệt thân có lưu ly tâm này càng là thiên đạo chi nữ nếu bọn họ đã từng làm phu thê cũng chính là đến từ cùng một chỗ thương phong lưu vân hai người này đều không phải sinh ra ở trên thần giới tinh cầu hạ giới tên hải vương tinh kê rốt cuộc là tồn tại như thế nào phạm thiên thần đế cười nhạt ha ha trong khoảng thời gian này, phạm thiên đã từng sai người đi tìm hạ giới khắp nơi để tìm được tinh cầu tên hải vương tinh này, vốn tưởng rằng đại thế giới có tinh thần vô tận, tìm như màu kim đáy biển, ngàn khó vạn khó, lại không nghĩ rằng số mệnh của phạm thiên không tệ, lại thật sự tìm được tinh cầu này. hà, trụ thiên thần đế đảo ánh mắt qua, cũng không hề có quá nhiều vẻ chờ mong, tất cả cũng như suy nghĩ của trụ thiên thần đế, hải vương tinh kia là hành tinh chết, không hề có sinh linh gì, trụ thiên thần đế không hề ngoài ý muốn, ngược lại bình thản nở nụ cười. Ha 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 ha, Vân Triệt là người rất thông minh, sao có thể thật sự tiết lộ nơi xuất thân của mình? Hắn lấy Hải Vương Tinh làm màn che là hành động theo lẽ thường phải làm, nhưng mà Phạm Thiên Thần đế ngươi biết rõ là giả, nhưng lại vẫn không tiếp tiêu phí lượng lớn tâm lực tìm kiếm, xem ra ngươi thật sự cực kỳ chú ý Vân Triệt. Phạm Thiên Thần đế cười lớn một tiếng. Ha ha ha, nếu không có chú ý vừa đủ, sao sẽ cam nguyện gà ánh cho hắn? Ánh mắt của trụ Thiên Thần đế sâu thẳm khó lường, ngày cuối cùng của cuộc chiến phong thần, hành động của Phạm đế thần giờ có thể giấu được người khác. Nhưng sao có thể giấu giếm được hắn? Ý tứ của thần nữ, sợ rằng Phạm Thiên Thần đến ngươi không thể can thiệp đi, ngươi muốn nhận Vân Triệt làm đệ tử thân truyền là thật, nhưng cái gọi là gả cho chỉ có khả năng là ý nguyện của thần nữ, vốn dĩ với một chút hiểu biết của lão hủ về thần nữ, nàng gả cho cũng không có khả năng là thật tình, ngược lại là vì một lời này mà đưa tới ngàn vạn ghen ghét cho Vân Triệt, và lại ghen ghét này lan đến toàn bộ thần giới, và lại bất cứ một cái nào, đều hơn xa Vân Triệt có khả năng thừa nhận, trụ Thiên Thần đế quá lo lắng phạm thiên thần đế mỉm cười nói trụ thiên thần đế chậm rãi nói giọng nói bình thản có điều ngụ ý vân triệt không chịu nổi nhưng lão hủ chịu được ít nhất trong vòng ba năm này ai cũng đừng mong thương tổn được hắn một chút nào về phần ba năm sau liền nhìn lựa chọn của chính hắn và tạo hóa nữa trụ thiên thần đế cực kỳ thưởng thức vân triệt cho nên mặc dù vân triệt cự tuyệt trở thành đệ tử thân truyền của hắn nhưng hắn vẫn nguyện ý toàn lực tương hộ dù sao vân triệt là kỳ tích của đông thần vực phạm thiên thần đế cười mà không nói gì ở trong cái nhìn soi mói ngừng thở của mọi người hạ khuynh nguyệt đi về phía vân triệt khi nàng dừng bước lại khoảng cách giữa hai người đã rất gần chỉ cách có một bước ngắn hai người cuối cùng bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của bọn họ đều bình tĩnh trên mặt cũng không hề có gợn sóng nhưng dung chuyển trong tâm hồn chỉ có chính bọn họ mới biết được đã lâu không gặp hạ khuynh nguyệt nói giọng nói mơ màng như mộng đúng vậy đã lâu không gặp vân triệt gật đầu người gần như thay đổi không ít người cũng thay đổi rất nhiều tông môn còn tốt chứ nàng hỏi rất tốt Vậy thì tốt, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng mỗi một lời, mỗi một câu, mỗi một vẻ mặt, từng ánh mắt của hai người. Bọn họ đã từng là phu thê, nhưng lời nói, tình cảm của bọn họ lại lạnh nhạt giống như hai người lạ vốn không hề có chung đụng gì. Hạ khuynh Nguyệt muốn làm cái gì, tiếp theo sẽ như thế nào, mỗi người đều rõ ràng. Một bên là tiên phu chết mà sống lại, tình cảm vô cùng lạnh nhạt, là mũi nhọn mới lộ ra ở đông thần vực. Một bên là giới phương nguyệt thần giới, một trong bốn thần đế của đông vực là tồn tại ở cấp bậc cao nhất toàn bộ thần giới, toàn bộ thế gian. Trên đời này đã không có lựa chọn nào đơn giản hơn. Lui hàng tỷ bước mà nói, cho dù Hạ Khuynh Nguyệt thật sự còn tình cảm với Vân Triệt, vẫn là kiểu đến chết không đổi kia. Tình cảnh này, hôn điển của thần đế, nàng cũng không thể làm ra lựa chọn thứ hai. Bởi vì nếu như nàng bỏ qua hôn điển này, không hề nghi ngờ sẽ khiến Nguyệt thần đế mất hết mặt mũi, mất hết tôn nghiêm khiến nguyệt thần đế vốn định rửa đi chuyện nhục nhã của nguyệt vô cấu năm đó sẽ nhận lấy sỉ nhục lớn hơn nữa thật sự trở thành đầu đề câu chuyện cười khắp thiên hạ hậu quả nguyệt thân đế dưới tức giận lôi đình nàng sẽ chết vân triệt càng sẽ chết nàng sẽ không không dám càng không thể cho nên tiếp theo sẽ là hạ khuynh nguyệt xóa bỏ gắn bó cuối cùng với vân triệt hôn thư phá hủy đều là chuyện đương nhiên không có bất cứ khả năng nào khác hai người này là kim đồng ngọc nữ đáng tiếc cổ trúc khó có được thở dài một tiếng khi tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào vân triệt và hạ khuynh nguyệt nhưng ánh mắt của thiên diệp ảnh nhi lại dừng lại ở trên người nguyệt thân đế cổ bá người không cảm thấy phản ứng của nguyệt vô nhai có phần kỳ quái sao đối mặt với chuyện như vậy lại có nam nhân nào có thể rộng lượng đến mức độ như vậy huống chi còn là nguyệt vô nhai đã từng gặp chuyện nhục nhã của nguyệt vô cấu cổ trúc hơn 8 năm thật không ngờ gặp lại ngươi lần nữa sẽ ở trong này vân triệt nói ta cũng thật không ngờ lời nói giữa hai người vẫn không sóng không gió không vui không buồn ngươi vẫn luôn ở nguyệt thần giới sao ừm chưa bao giờ rời đi còn ngươi tới nơi này khi nào ba năm trước cơ bản đều ở ngâm tuyết giới, thần giới rất lớn, đông thần vực chính là một phương thần vực trong đó. Có đi các thần vực khác nhìn xem chưa? Không có. Vân Triệt trả lời, ta cũng không có. Một khi đã như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên chia tay ra, nắm tay Vân Triệt, trong lúc Vân Triệt giật mình, bên tai truyền đến lời nói như mộng như huyền ảo của Hạ Khuynh Nguyệt, vậy chúng ta cùng đi xem đi. Tiên âm còn bên tai, Vân Triệt đã được Hạ Khuynh Nguyệt mang lên, hóa thành một vệt sáng lung linh đột nhiên lóe lên, biến mất trên quầng sáng của Độ Nguyệt Tiên Cung tất cả phát sinh thật sự quá nhanh quá đột ngột hạ khuynh nguyệt đột nhiên nắm tay vân triệt khiến mọi người đều sửng sốt nhưng còn chưa phản ứng kịp hai người đã vào độ nguyệt tiên cung đi xa xa độ nguyệt tiên cung không thẹn với cái tên huyền hạm có tốc độ nhanh nhất đương thời gần một khoảnh khắc đã ở chân trời xa xôi ngay cả quang ảnh đều biến mất vô tung hôn điển của nguyệt thần đế với thần hậu thần hậu mang theo độ nguyệt tiên cung mang theo vân triệt rời đi đây là kết quả khó có khả năng phát sinh nhất trong nhận thức của mọi người ngay cả nghĩ đều không nghĩ tới trần trụ trình diễn ở trước mắt mọi người như kinh lôi vạn trượng sóng giữ che trời chấn động tâm hồn của bọn họ long trời lở đất một màn này đánh sâu vào đối với bọn họ tuyệt đối không hề thu gì chín tầng thiên kiếp trên phòng thần đài tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ ở đó huyền giả đông vực nguyệt thần thần sử giới vương trúng giới thần đế vương giới bao gồm tinh thần đế mong sao xảy ra rắc rối thậm chí kể cả thiên diệp ảnh nhi vẫn luôn giấu mình ở trên tầng mây tất cả đều kinh ngạc ngay tại chỗ nguyệt thần đến ngẩn người dần dần khuôn mặt của hắn bắt đầu run rẩy, thân thể bắt đầu phát run, trên gương mặt vốn trong bình thản mang theo uy nghiêm nổi lên màu xanh đen đáng sợ, lại nhanh chóng vặn vẹo giống như ác quỷ dữ tợn, hắn chia cánh tay đã run run đến sắp gãy, chỉ về phương hướng Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, phát ra tiếng gầm lên có lẽ khàn khàn nhất cả đời này, bắt bọn họ lại, bắt bọn họ lại. Trong tiếng kêu khàn khàn này, trước mắt Nguyệt Thần đế đột nhiên tối sầm, toàn thân lắc lư, chính là suýt chút nữa ngã xuống đất tiếng hô đáng sợ kia khiến cho mọi người giống như bừng tỉnh từ trong mộng thần nguyệt thành nhất thời rối loạn lượng lớn bóng người phóng lên cao bay thẳng tới phương hướng động nguyệt tiên cung bay đi mà trong đó có một bóng dáng màu vàng như sao băng chợt lé lên nháy mắt bỏ rơi tất cả bóng dáng khác tốc độ lại không hề kém hơn động nguyệt tiên cung đang đi xa thần nguyệt thành ồn ào lên mọi người hai mặt nhìn nhau mỗi người đều trong kinh hãi muốn chết vẫn không thể tin nổi tất cả mới vừa phát sinh sao lại sẽ phát sinh chuyện như vậy mộc hoán chi run rẩy nói nguy rồi mộc băng vân khẽ lẩm bẩm một tiếng tinh thần đế thu hồi kinh ngạc nhàn nhạt mà cười ha 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 phấn khích thật sự phấn khích tuyệt luân tinh thần đế và nguyệt thần đế rất gần nhau lời nói của hắn không thể nghi ngờ là lửa cháy thêm dầu hai mắt của nguyệt thần đế đỏ đậm nhưng những tinh huyết hắn chỉ tay vào tinh thần đế huyền khí bạo loạn trên đầu ngón tay ngươi cút cho ta cút cút đều cút tất cả đều cút cho ta cút thần đế tức giận đất rung trời kinh dưới tiếng gào thét phẫn nộ khàn cả giọng của hắn tất cả bình ngọc ly ngọc ở bàn tiệc bên ngoài đều nứt vụn không gian ngầm chấn động lượng lớn huyền giả trẻ tuổi phun ra máu tươi bị nội thương nặng cũng có huyền giả trước mắt bỗng tối sầm chết ngất ngay tại chỗ thần đế nổi giận nào còn có ai dám lưu lại các đại tinh giới cố hết sức che chở cho huyền giả trẻ tuổi hoảng loạn chạy về phía ngoài thần nguyệt thành trong lúc nhất thời thần nguyệt thành dưới trăng sáng chiếu dọ triệt để kinh loạn đi đi mau một băng vân nhanh chóng mang theo đệ tử ngâm tuyết bằng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài thành nếu nguyệt thần đế giận chó đánh mèo lên ngâm tiết giới bọn họ muốn đi nữa đều sẽ không kịp thần nguyệt thành nhất thời như châu chó bay qua chung quanh đều là rối loạn với kinh hoàng nguyệt vệ canh giữ ở các khu vực đều không lao tới duy trì trật tự bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng đều triệt để thất thố trận hôn điển long trọng này vốn là việc mừng rỡ của nguyệt thần giới nó rửa sạch sỉ nhục năm đó của nguyệt thần đế càng chiêu cáo thiên hạ nguyệt thần giới sau này sẽ giống như trụ thiên giới năm đó được lưu ly chi nữ che chở nhưng hôn điển chưa bắt đầu lại bỗng nhiên biến thành dáng vẻ như thế thần hậu muốn cưới đi rồi chủ động mang theo một nam tử khác rời đi chẳng những không thể dừa được chuyện nhục nhã nguyệt vô cầu năm đó ngược lại nhục càng thêm nhục một trong bốn thần đế đông vực giới vương nguyệt thần giới nhưng lại hoàn toàn triệt để trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ hiện giờ nguyệt thần đế dưới tức giận giống như một đầu dã dạ thú phát điên sao hắn có thể không giận cho dù hắn là thần đế cũng càng vì hắn là thần đế chúng ta đi thôi trên đám mây thiên diệp ảnh nhi xoay người sang chỗ khác tầm mắt hướng tới rõ ràng là phương hướng động nguyệt tiên cung rời đi cổ trúc không trả lời cũng không cần hỏi và đáp lại hai bóng dáng chậm rãi tiến vào trong mây biến mất trên không thần nguyệt thành có lẽ cũng không có ai biết bọn họ đã từng tới đây nhưng lại sẽ phát sinh chuyện như vậy trụ thiên thần đế lắc đầu trên đời này chuyện có thể khiến cho hắn ngạc nhiên quá ít cực kỳ ít nhưng chuyện trước mắt lại quá ra ngoài dự kiến khiến cho hàn khiếp sợ không hiểu phạm thiên thần đế lại ngăn cản hắn lắc đầu nói nguyệt thần đế đang trong tức giận quyền giải an ủi gì đời vô dụng ngược lại có khả năng càng khiến cho hắn không khống chế được vẫn che chở kỹ cho chúng huyền giả chờ mấy ngày nữa hắn tỉnh táo lại lại nói với hắn trụ thiên thần đế dừng bước sau đó tán thành gật đầu vũ trụ mênh mông độn nguyệt tiên cung đạt tới tốc độ cực hạn không gian bên trong độn nguyệt tiên cung thật lớn và lại đẹp đẽ quý giá lạ thường không biết ánh sáng từ nơi nào đến chiếu dọi nơi này giống như thần nguyệt thành ở dưới thần nguyệt nhưng vân triệt không hề có tâm tư thưởng thức độn nguyệt tiên cung thần kỳ này hắn ngơ ngác nhìn hạ khuynh nguyệt cần trong gang tấc trong đầu hoàn toàn hỗn loạn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay hạ khuynh nguyệt chính là ngọc thủ kia lại đặc biệt lạnh lẽo lạnh tận tim không chỉ lạnh hơn nữa còn hơi run rẩy toàn thân đều đang run rẩy thêm vào đó càng ngày càng kịch liệt hắn kinh ngạc nhìn hạ khuynh nguyệt đều giống với tất cả những người khác hắn tuyệt đối không nghĩ đến nàng sẽ làm ra lựa chọn như vậy khuynh nguyệt nàng hắn cuối cùng lên tiếng lời vừa ra khỏi miệng hạ khuynh nguyệt đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội một ngụm tinh huyết điên cuồng phun ra bắn lên trên bạch y như vầng trăng của nàng thân thể cũng chậm rãi mềm đi khuynh nguyệt vân triệt kinh hãi cấp tốc đưa tay đỡ nàng thân hình trong lòng hắn mềm mại lạ thường lộ ra vẻ yếu đối với bất lực làm cho người ta đau lòng run rẩy giống như con mèo con ở dưới trời đông giá rét tuyết bay hắn nhìn lên vết máu đỏ tươi trói mắt trên nguyệt y đó là máu trong tim là giới cực kỳ thống khổ hoặc dưới phẫn nộ cực độ mới có thể nghịch lưu tâm huyết ta không sao nàng nhẹ nhàng nói nhưng không tránh khỏi vòng ôm của vân triệt chán nàng dựa vào trước ngực vân triệt mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại thân thể đang run run cuối cùng thả lỏng vài phần mỗi một vết máu đỏ tươi trên nguyệt y đều đâm vào trong tâm hồn vân triệt hắn không hỏi gì cả lặng lẽ ôm chặt lấy hạ khuynh nguyệt chưa bỏ một lần ở thiên chỉ bí cảnh bọn họ vẫn là lần đầu tiên gần như thế thần đế nổi giận ai dám tới gần hắn không thể tưởng tượng được kết quả này càng không cách nào tin tưởng không cách nào tiếp nhận kết quả này hắn mang theo một thân khí tức hỗn loạn bước chân nghiêng ngả trao đảo đến chỗ nào sát khí làm cho người ta sợ hãi kia kể cả nguyệt thần đều không dám tới gần dầm cửa điện bị hắn đánh một trường mở ra hắn bước một bước vào thấy được một bóng dáng màu đỏ đó là một nữ tử trên người mặc giá y màu đỏ chót đội châu ngọc đẹp đẽ quý giá mặc dù trên mặt khắc họa một chút tăng thương nhưng vẫn xinh đẹp huynh thành chính là trên ngọc dung này lại trắng bạch quá đáng như sáp ong sắp cháy hết nhìn thấy nàng hai mắt của nguyệt thần đế giống như bị kim đâm không khống chế được trong tức giận mang theo khá nhiều kinh hoàng nàng sao nàng lại ở đây khi nói chuyện bàn tay của hắn cấp tốc phung lên một kết giới ngăn cách trong nháy mắt phủ kín trước cửa điện sụp đổ ngăn cách tất cả ánh sáng với âm thanh ta đều thấy được nữ tử nhẹ nhàng nói vừa cất lời lại ho khăn một trận thống khổ sắc mặt càng thêm trắng mệt nguyệt thần đế cấp tốc tiến lên trước đỡ nữ tử vào trong ngực một luồng bạch ma ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn đặt lên trước ngực nàng dần dần sắc mặt của nàng thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút nàng lặng lặng dựa vào trong ngực nguyệt thần đế bàn tay cũng đặt lên phía trên ngực hắn nhẹ nhàng xoa xoa, cảm nhận được nhiệt độ trước ngực, trong lòng Nguyệt Thân Đế đúng là dần bình tĩnh lại, trong thiên hạ cũng chỉ có nàng mới có thể để cho hắn từ trong tức giận như thế nhanh chóng bình tĩnh lại như vậy. Nguyệt Thân Đế lắc lắc đầu, sắc mặt vẫn thống khổ, khuyên Nguyệt con bé vì sao lại muốn làm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ con bé không rõ hậu quả khi làm như vậy sao? Quyết định này của Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ khiến cho hắn trở thành trò cười lớn nhất Đông Thần vực, kỳ vọng của hắn, còn có nguyện vọng cuối cùng của hắn và nàng đều thành dã tràng xe cát bởi vì con bé không muốn phu quân của con bé dẫm vào vết xe đổ của chàng năm đó nữ tử áo đỏ ôn nhu lên tiếng nguyệt thần đế gầm nhẹ nói cho dù con bé vẫn có tình cảm với tiểu tử kia con bé rõ ràng có thể truyền âm giải thích cho ta nói mấy câu ngắn ngủi thì có thể để cho hắn biết tại sao lại muốn như vậy nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng lắc đầu hắn có thể biết người thiên hạ này sẽ biết sao nguyệt thần đế ngớ ra giọng nói của nàng vô cùng mềm nhẹ ánh mắt dần dần buồn bã không nghĩ tới con bé thế mà lại lựa chọn giống với ta năm đó, sẽ đối mặt với thống khổ như thế. Chẳng lẽ, đây cũng là một kiểu, vận mệnh luân hồi sao, con bé không sai, chẳng trách con bé, thậm chí hạn con bé, đều không sai, hay tử tên vân triệt kia, hắn cũng không sai, sai chính là vận mệnh, nàng nói xong, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, vô nhai. Những năm này chúng ta vẫn luôn cho rằng tính tình của con bé không trọn vẹn, vì vậy mà lo lắng, hóa ra trong lòng con bé, lại vẫn có một người có thể khiến cho con bé cam nguyện như thế. Chúng ta không phải nên vì con bé mà cao hứng sao nguyệt thần đế nghĩa phụ khuynh nguyệt có một chuyện muốn nhờ xin nghĩa phụ tặng độn nguyệt tiên cung cho khuynh nguyệt nghĩa phụ khuynh nguyệt có một câu xin ngài nhất định phải nhớ được tương lai cho dù phát sinh cái gì khuynh nguyệt đều tuyệt đối sẽ không cô phụ nguyệt thần giới khuynh nguyệt chỉ muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này tương lai cho dù xảy ra chuyện gì đều xin nghĩa phụ nhớ câu nói này theo lý trí dần dần hồi phục trong đầu hắn vang lên lời nói lúc đó cảm thấy quái dị của hạ khuynh nguyệt trong lòng chật động sau đó lại chợt đau nhói hóa ra là thế nguyệt thần để đưa tay ôm đầu năm ngón tay siết chặt chua sót nở nụ cười tất cả xét đến cùng đều là lỗi của ta nếu không phải vì mặt mũi của bản thân ta sao lại khiến khuyên nguyệt đến thừa nhận tất cả ta đây cái gọi là nguyệt thần đế này từ đầu đến cuối đều chỉ là kẻ nhu nhược kẻ nhu nhược nữ tử áo đỏ nói con bé sẽ trở lại chờ chàng tỉnh táo lại con bé sẽ trở lại nguyệt thần đế khẽ gật đầu trong tay đã nhiều thêm một viên ngọc thạch chớp động lên bạch qua mỏng manh vô cực đừng đuổi theo nữa lập tức quay lại độ nguyệt tiên cung ngày đầu tiên đến thần giới ta liền gặp được nguyệt thần đế tâm tình của hạ khuynh nguyệt thoáng bình ổn xuống trong mắt lại khôi phục lại vẻ bình thản như đầm sâu kia dùng giọng nói bình tĩnh kể lại cho vân triệt ta đây khi đó không biết nơi này là một thế giới như thế nào mà lực lượng của ta lại vô cùng nhỏ bé ở thế giới này giống như đột nhiên rơi vào trong lòng giam khôn cùng mặc người chém giết Vân Triệt có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của Hạ Khuynh Nguyệt lúc đó, khi ấy huyền lực của nàng mới vừa bước vào bá huyền cảnh, ở thiên huyền đại lục lực lượng như vậy là cường giả tuyệt đối, nhưng ở thần giới lại nhỏ yếu không chịu nổi, mà dung nhan như tiên của Hạ Khuynh Nguyệt lại sẽ đưa tới tai họa giống như ác mộng cho nàng. Khi đó nàng cô đơn một mình, đối mặt không thể nghi ngờ là tuyệt vọng từ phía, khi ta rơi vào tuyệt cảnh, định tự đoạn tâm mạch, là Nguyệt Thần Đế đã cứu ta, hắn dẫn ta đến Nguyệt Thần giới, nơi thần thánh nhất toàn bộ thần giới, hắn quan tâm đầy đủ đến ta khi đó ta còn cho rằng hắn định có mưu đồ gì với ta, cho đến, ta nhìn thấy nương ta, vân triệt mở to hai mắt nhìn, nương, nàng, mẫu thân bà nàng vẫn luôn tìm kiếm, là người của nguyệt thần giới, dáng vẻ của ta rất giống nương ta, cũng có khí tức của nương, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta liền đoán được rằng ta là nữ nhi của nương ta, cho nên hắn cứu ta, cũng cho ta, cuối cùng gặp được nương của ta, cho nên, nàng gả cho hắn, là vì báo ân cho hắn, vân triệt nói, hạ khuynh nguyệt nhẹ nhàng xoay người, chỗ sâu trong tròng mắt không gợn sóng lóe lên chút tia sáng làm cho lòng người vỡ nát người coi thường ta đối mặt với nữ tử vì hắn mà ruồng bỏ nguyệt thần đế vì hắn mà tâm huyết nghịch lưu trái tim của vân triệt chợt căng thẳng gấp giọng nói ta không có ý tứ này ta chỉ là hắn là nghĩa phụ của ta hạ khuynh nguyệt nói nhỏ nghĩa nghĩa phụ nguyệt thần đế là nghĩa phụ của khuynh nguyệt vậy sao có thể vân triệt tự nhiên nghĩ tới điều gì chẳng lẽ nói hôn điển này chỉ là hình thức cho người trong thiên hạ nhìn xem lấy lưu ly tâm của nàng đến vì hắn cũng chính là nghĩa phụ của nàng tẩy đi chuyện nhục nhã năm đó hạ khuynh nguyệt lại lắc đầu không hắn là nghĩa phụ ta là trưởng bối ta kính trọng lấy danh phụ lập gia đình với hắn cho dù chính là hình thứ cũng vi phạm thiên đạo nhân luân nghĩa phụ hắn sẽ không tiếp nhận nhưng ta cũng sẽ không tiếp nhận ta cũng không có khả năng tiếp nhận trận hôn điển này vốn là một phen nói dối như cuội mà nói dối như cuội này không chỉ để cho người trong thiên hạ xem càng nhiều hơn là để cho nguyệt thần giới xem cái gì Vân Triệt ngạc nhiên, cho Nguyệt Thần giới nhìn xem, lời này lý giải như thế nào. Nguyệt Thần đế là đế phương của Nguyệt Thần giới, hắn còn có cái gì, cần lấy thế trận lớn như vậy để diễn cho tinh giới mà mình không chế xem. Còn hoàn thành nghi thức hôn điển cuối cùng với nghĩa phụ ta cũng không phải ta, mà là nương ta. Bốn chữ cuối cùng, trong giọng nói của nàng mang theo thống khổ rõ ràng, Vân Triệt triệt để dững sợ ở đó, nàng nói, nương của nàng, nàng đang, nàng rốt cuộc, đang nói, cái gì? mấy câu nói ngắn gọn của hạ khuynh nguyệt vang lên hết lần này đến lần khác trong đầu hắn nhưng cho dù hắn lật chuyển tất cả nhận thức của bản thân đều vốn không cách nào lý giải cho dù rõ ràng hàm nghĩa trong câu nói này hạ khuynh nguyệt nhắm mắt lại giọng nói càng ngày càng nhẹ người muốn nghe một câu chuyện xưa không một câu chuyện xưa rất dài rất thê lương rất tuyệt vọng ở trong mắt người đời nghĩa phụ hắn phong lưu thành tính cơ thiếp vô số nhưng lại chưa bao giờ lập hậu cho đến một năm kia đại khái là vào trăm năm trước khi hắn đi qua một tinh giới trung vị gặp được một nữ tử vừa liếc mắt đã chạm vào trong tâm linh của hắn hắn giấu đi thân phận nguyệt thần đế của mình lưu lại tình giới kia hắn vốn tưởng rằng bản thân chỉ nhất thời hứng khởi nhưng mà ở bên cạnh nữ tử kia càng gần hắn càng bị hấp dẫn thật sâu vài ngày đi qua mười ngày đi qua mấy tháng đi qua hắn cũng không nguyện rời đi hắn là nguyệt thần đế cho dù giấu đi thân phận hắn không cách nào xóa đi được quý khí trời sinh của mình tất cả trên người hắn nữ tử kia cũng bị hấp dẫn thật sâu hai người ái mộ nhau hơn nữa cùng hãm vào nhau rất sâu cũng từ sau khi đó nghĩa phụ lại không hề nạp một cơ thiết nào cho tới bây giờ độ nguyệt tiên cung cấp tốc tuyệt luân nhưng bên trong lại vô cùng yên tĩnh không nghe được dù chỉ một chút âm thanh không gian bị cắt nứt hắn nhìn mặt bên hạ khuynh nguyệt đẹp đến làm cho người ta nín thở lẳng lặng lắng nghe nàng thuật lại giống như nói mơ hắn đoán được nữ tử theo lời hạ khuynh nguyệt là ai sau đó nguyệt thần đế lại chưa từng nạp cơ thiết câu nói này vân triệt cũng hoàn toàn tin tưởng bởi vì hai nhi tử nhỏ nhất của nguyệt thần đế Nguyệt Hoàn và Nguyệt Tiến Hy đều đã hơn 100 tuổi. Nói cách khác, có lẽ Nguyệt Thần Đế không chỉ chưa từng nạp cơ thiếp, rất có thể cũng chưa từng gặp mặt nữ tử khác. Hai người ở cùng nhau hơn 10 năm, bọn họ mới biết được bí mật lớn nhất của đối phương. Nàng đã biết được Nghĩa Phụ là Nguyệt Thần Đế, còn Nghĩa Phụ cũng mới giật mình. Nàng thế mà lại có vô cấu thần thể đủ để kinh thế. Quả nhiên là Nguyệt vô cấu. Vân Triệt khẽ nhớ kỹ trong lòng. Chính là, hóa ra, Nguyệt Thần Đế không phải vì nàng có được vô cấu thần thể mà muốn lập nàng làm hậu mà vì sau khi yêu nàng rồi mới biết được nàng có vô cấu thần thể sau này nghĩa phụ dẫn nàng về nguyệt thần giới cũng chiếu cáo thiên hạ muốn lập nàng làm nguyệt thần thần hậu chính là thần đế lập hậu không giống với tầm thường làm đế vương của nguyệt thần giới cơ thiếp có thể tùy ý nhưng thần hậu đã không chỉ thuộc về riêng cá nhân hắn còn liên quan đến thể diện của nguyệt thần giới nếu chỉ đơn giản là một nữ tử bình thường của tinh giới trung vị cố tình lập hậu trên giới toàn giới nguyệt thần giới chắc chắn phản đối cho nên nghĩa phụ công khai chuyện nàng có vô cấu thần thể, cũng thay tên cho nàng thành Nguyệt vô cấu. Vân Triệt kích động trong lòng, hóa ra năm đó Nguyệt Thần đế chiếu cáo thiên hạ muốn lập nữ tử có được vô cấu thần thể làm hậu cũng không phải vì khoe ra, mà là cần phải vậy. Hắn không chỉ là thần đế của một mình hắn, mà là thần đế của toàn bộ Nguyệt Thần giới. Người biết vì sao nghĩa phụ lại đổi tên nàng thành Nguyệt vô cấu không? Hạ Khuyên Nguyệt đột nhiên khẽ hỏi. Vân Triệt ngạc nhiên, suy nghĩ nói, chẳng lẽ không chỉ bởi vì vô cấu thần thể của nàng hạ khuynh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu thế nhân đều cho rằng cái tên nguyệt vô cấu là chỉ nàng thân vốn có vô cấu thần thể lại không biết rằng hai chữ vô cấu là nghĩa phụ đang nói cho nàng biết rằng tình cảm của hắn đối với nàng không lợi không bẩn không có bất kỳ tạp chất hắn muốn lập nàng làm hậu chính vì nàng là nàng mà không phải vô cấu thần thể của nàng vân triệt tên thật của nghĩa phụ là người vô nhai tên của hai người hợp lại thành một đó là vô cấu vô nhai có ý chỉ tình cảm của bọn họ không hề có tạp chất cũng vĩnh viễn không có tận cùng vô cấu vô nhai trong lòng vân triệt lay động thật sâu hóa ra năm đó nguyệt thần đế với nguyệt vô cấu yêu nhau sâu như vậy kết hợp của bọn họ không hề liên quan đến thần đế không liên quan với vô cấu thần thể mà ở trong mắt người đời nguyệt thần đế sẽ lập một nữ tử của tinh giới trung vị làm hậu vô cấu thần thể là nguyên nhân duy nhất đây cũng không có gì đáng trách dù sao người đời đều chỉ nguyện tin tưởng nhận thức phù hợp với bản thân và bản thân cho là vậy nhưng mà nói như thế bi kịch sau này phát sinh tổn thương đến nguyệt thần đế nhất định cũng vượt ra rất xa tưởng tượng chuyện sau này có lẽ ngươi đều đã nghe nói đến rồi ngực hạ khuynh nguyệt nhẹ nhằng phập phồng năm đó vụ tai tiếng của nguyệt thân giới có thể nói thổi quét toàn bộ thần giới mà sau lưng châm biếm trào phúng nói chuyện say xưa vui sướng khi người gặp họa của vụ tai tiếng này lại là thống khổ thậm chí tuyệt vọng của người thân của nàng cùng người nàng kính trọng nhất vân triệt gật đầu nhưng nghe đến hiện giờ hắn vẫn không rõ ràng vì sao hạ khuynh nguyệt lại kể lại chuyện này với vì sao lại biết kỹ cảm như vậy nghĩa phụ vì nguyệt vô cấu sở thần hậu điện vì nàng mời khắp thiên hạ cho nàng một nghi thức phong hậu long trọng nhất. Mà khi đó, cách bọn họ lập gia đình còn có 10 ngày cuối cùng, Nguyệt vô cấu quay về tinh giới mình xuất thân, chuẩn bị tự mình đón phụ mẫu tới Nguyệt thần giới, cũng lại trên đường gặp phải tập kích ti tiện. Khi đó, vì để bảo vệ tốt chu toàn của Nguyệt vô cấu, nghĩa phụ không chỉ phái lượng lớn Nguyệt vệ đưa đi, còn có hai Nguyệt thần sử cường đại ở bên. Nhưng mà người này quá mức đáng sợ, toàn bộ Nguyệt vệ, còn có Nguyệt thần sử đều chết hết. Nguyệt thần sử là tồn tại gần với Nguyệt thần ở Nguyệt thần giới muốn được đứng hàng nguyệt thần sử, tất phải thành thần chủ trước, nguyệt thần giới to lớn, trước mắt cũng chỉ có 36 nguyệt thần sử mà thôi, đánh bại và đánh chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể đánh chết hai nguyệt thần sử, chí ít là cường giả cấp bậc như tinh thần, nguyệt thần, người thủ họ, và lại rất có thể không chỉ là một người, cho nên vụ này có thể là do vương giới gây nên, mà cực kỳ có lý do với động cơ, đó là tinh thần giới, sau đó nguyệt thần đề rõ ràng mất trí trả thù, cũng hướng về tinh thần giới. Mẫu thân của Mạt dị vì vậy mà chết, vốn ý của bọn họ là bắt sống nguyệt vô cấu nhưng trên người nguyệt vô cấu lại có được rất nhiều bảo khí họ thân cao cấp nhất của nguyệt thần giới mấy lần thoát khỏi trong tay bọn họ cũng suýt chút nữa trốn được cuối cùng bọn họ nổi lên sát tâm nhưng mà một kích vốn nên tuyệt mạng lại được nguyệt tâm bàn do nguyệt thân đế tự tay đeo trước ngực nàng chắn được mà trong nguyệt tâm bàn là một viên không nguyễn thạch lực lượng mà ngay cả nguyệt thần sử đều có thể đánh chết lại bị nguyệt tâm bàn đỡ được có thể nghĩ đây là bảo khí hộ thân cường đại cỡ nào mà nguyệt tâm bàn bị chấn vỡ bên trong còn có không nguyễn thạch có thể thấy được nguyệt thần đế thật sự bảo hộ nguyệt vô cấu đến cực hạn vì đỡ một kích trí mạng cho nguyệt vô cấu nguyệt tâm bàn và không nguyễn thạch bên trong đều đồng thời vỡ ra mang theo nguyệt vô cấu thắt đến một thế giới mà nàng hoàn toàn xa lạ không nguyễn thạch xuyên qua không gian là hoàn toàn ngẫu nhiên và lại sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết không gian gì bằng không nếu đổi lại là thứ nguyên thạch hoặc thứ nguyên huyền khí chắc chắn dễ dàng bị truy tung nguyệt vô cấu bị truyền tống đến nơi nào vân triệt hỏi giống như chưa từng có người biết được đáp án vấn đề này, bao gồm cả Nguyệt Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, thiên huyền đại lục cái gì? Bốn chữ ngắn gọn này cả kinh vân triệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyệt vô cấu năm đó đại nạn chưa chết, lại bị truyền tống đến thiên huyền đại lục. Mờ 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 cho đùa gì vậy? Nguyệt vô cấu chính là huyền giả thần đạo, một trường có thể chụp chết nhiều thiên uy kiếm vực và nhật nguyệt thần cung. Sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói đến thiên huyền đại lục đã từng xuất hiện nhân vật như thế? hơn nữa năm đó nàng và nguyệt thần để yêu nhau như thế còn hứa vô cấu vô nha với nhau tại sao lại trong đoạn thời kỳ này với nam nhân khác còn sinh hài tử hạ khuyên nguyệt tiếp tục nói tuy rằng nguyệt tâm bản bảo vệ mạng của nàng nhưng lực lượng của ác nhân này thật sự quá mạnh mẽ bản thân nàng cũng nhận trọng thương lúc được không nguyễn thạch truyền tống đi đã hôn mê bất tỉnh hơn nữa mất đi tất cả huyền lực và trí nhớ chân mày vân triệt giật giật thì ra là thế đây rất giống với mộc băng vân của ngàn năm trước khi đó mộc băng vân cũng bị thương nặng với giới kịch độc lực lượng và trí nhớ hoàn toàn biến mất, sau này phục hồi từ từ, cũng trong giai đoạn này sáng lập băng vân tiên cung, huyền lực đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, gần như đủ để chí mạng, đúng là sẽ oanh kích huyền khí đến hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc cũng sẽ bị chấn động đến trí nhớ hỗn loạn hoặc thiếu hụt. Cho dù một băng vân hay nguyệt vô cấu, năm đó nhận đến đều là trọng thương gần như chí mạng, sẽ mất đi huyền lực và trí nhớ ngắn ngủi, cũng không phải là ngẫu nhiên quá lớn, nhưng mà đều bị truyền tống đến thiên huyền đại lục, cái này tương đương với ngẫu nhiên, nàng rơi xuống trong một núi hoang hôn mê trong cơn tuyết lớn không biết hôn mê bao lâu sau đó được một thương nhân đi ngang qua cứu mang về trong nhà nghe đến đó vân triệt đã đoán được thương nhân nhặt được nguyệt vô cấu chắc là bỗng dưng ánh mắt của vân triệt đột nhiên trợn trường tuyết lớn thương nhân chỉ nhớ hoàn toàn biến mất vĩnh viễn rời đi thế giới trung thần từng đoạn ngắn ký ức liên tục pha chạm trong đầu sau đó dần phù hợp từng chút một với lời kể của hạ khuynh nguyệt càng ngày càng phù hợp cái kia thương nhân nhặt được nguyệt vô cấu chẳng lẽ chính là vân triệt nói chuyện trở nên hơi lắp bắp vô cùng gian nan nói ra ba chữ hạ thúc thúc hắn nhìn mặt bên hạ khuynh nguyệt lại phát hiện nàng vẫn trầm tĩnh như trước hồi lâu đều không lắc đầu miệng của vân triệt bỗng chốc há hốc đến lớn nhất hai tay hắn đồng thời đặt trên cằm gần như dùng hết khí lực toàn thân mới một lần nữa khép được cằm lại sau đó hơi run run nói mẫu mẫu thân của nàng và nguyên bá chính là nguyệt vô cấu đúng hạ khuynh nguyệt cuối cùng gật đầu vân triệt như bị người bất ngờ đánh lén trong đầu vang lên ong ong thê tử của hạ hoàng nghĩa nhạc mẫu đại nhân của hắn mẹ đẻ của hạ khuynh nguyệt và hạ nguyên bá lại là nguyệt vô cấu đã từng chấn động toàn bộ đông thần vực thiếu chút nữa là nguyệt thần thần hậu nay khi ở thiên huyền đại lục vân triệt đã biết mẫu thân của hạ khuynh nguyệt và hạ nguyên bá là người đến từ thần giới sau khi trí nhớ và lực lượng khôi phục lại đã vĩnh viễn rời đi nhưng mà hạ hoàng nghĩa một người thương nhân bình thường của lưu vân thành nguyệt vô cấu vô cấu thần nữ được nguyệt thần để yêu thương cho dù vân triệt mọc thêm một ngàn cái đầu cũng quả quyết không có khả năng liên hệ hai người bọn họ lại với nhau nhưng cố ý hai người bọn họ lại kết làm phu thê ở lưu vân thành còn có hai hải tử trách không được cả đời hạ hoàng nghĩa theo thương không giỏi huyền đạo thiên phú của hạ khuynh nguyệt và hạ nguyên bá lại cao đến kinh người một người có được lưu ly tâm với linh lung thể kinh thế một người có được bá hoàng thần mạch hóa ra bọn họ chính là con cháu do vô cấu thần thể sinh ra hai năm sau khi cha ta mang nương ta về lập gia đình ở lưu vân thành tuy rằng cho tới bây giờ cha ta đều không biết lai lịch chân chính của nương ta nhưng về tình cảm đối với nương ta lại chưa bao giờ có một chút tạp chất và giữ lại bọn họ ở cùng nhau đến năm thứ ba thì có ta năm thứ tư có nguyên bá năm thứ bảy sau một đêm huyền lực và trí nhớ của nương ta đột nhiên khôi phục sau đó nương ta đi rồi bỏ lại cha ta bỏ lại ta và nguyên bá đi cực kỳ kiên quyết hoàn toàn chặt đứt nhân duyên với cha ta cũng không mang bất cứ thứ gì đi cũng muốn cha ta muốn chúng ta vĩnh viễn quên nương ta cũng vĩnh viễn đừng đi tìm nương ta lúc này nói lên vân triệt vẫn có thể cảm giác được đau thương của hà khuynh nguyệt hắn than nhẹ một tiếng nói khuynh nguyệt nương nàng không phải tuyệt tình và nhẫn tâm mà không thể không rời đi bằng không một khi khí tức của nương nàng bị phát hiện sẽ mang đến cho mọi người tai họa vĩ đại nữ tử mà bản thân yêu quý và lại chiếu cáo thiên hạ sắp phong làm thần hậu dưới mất trí nhớ mà trở thành thê tử của người khác còn có tới hai hài tử không có nam nhân nào có thể bình tĩnh được khi đối mặt với kết quả này hắn càng yêu nguyệt vô cấu liền sẽ càng phát cuồng Huống chi hắn còn là người thần đế, hậu quả bị hắn tìm tới được, gần như nhất định sẽ giết hạ hoàng nghĩa, cùng với Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá, cho nên Nguyệt Vô Cấu không đi không được, hơn nữa vĩnh viễn không cách nào trở về. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nói, "Ta biết, trừ đó ra, còn có xấu hổ. Với tình cảm của nghĩa phụ, Vân Triệt, nương ta kể, trong 7 năm ở cùng với cha ta, nương ta quả thật rất an tâm, nương ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm trí nhớ đã mất đi, thậm chí sẽ vì vậy mà sợ hãi." sợ trí nhớ thức tỉnh sẽ phá vỡ hạnh phúc với bình tĩnh của nương ta nhưng mà vào một khắc khi toàn bộ trí nhớ khôi phục tất cả đều long trời lở đất vân triệt chính là lặng lặng nghe đều cảm nhận được một luồng cảm giác hít thở không thông trầm trọng nguyệt thần để yêu nguyệt vô cấu vì nàng không nạp thiếp nữa vì nàng xây dựng thần điện vì nàng lấy tên nguyệt vô cấu muốn lập nàng làm nguyệt thần thần hậu vì nàng chiêu cáo thiên hạ vì nàng triệt để quyết liệt với tinh thần giới hạ hoàng nghĩa cũng yêu sâu sắc nguyệt vô cấu trong 7 năm nguyệt vô cấu mất đi lực lượng và trí nhớ là bảy năm nàng yếu đuối bất lực nhất cả đời. trong khoảng thời gian này, là hạ hoàng nghĩa trôi qua bên cạnh nàng, nàng gả cho hạ hoàng nghĩa làm vợ, sinh hạ hai hài tử cho hắn. nguyệt vô cấu không thể nghi ngờ là người may mắn, có hai nam tử rất yêu nàng. nhưng khi trí nhớ lộ ra, phần may mắn này liền hóa thành tàn khốc cắn tâm. nàng phải làm ra lựa chọn, lựa chọn hạ hoàng nghĩa sẽ vĩnh viễn thẹn với nguyệt vô nhai, sẽ mang đến đại họa ngập trời cho hạ hoàng nghĩa. còn có hai hài tử của mình rời khỏi hạ hoàng nghĩa nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại trượng phu và hài tử của mình thật sự là lựa chọn tàn khốc tới cực điểm mà người vô nhai nàng tự biết đã mất đi tư cách lựa chọn chỉ có xấu hổ với tội lỗi năm đó sau khi rời khỏi chúng ta thật ra nương ta vẫn chưa trở lại thần giới mà là tìm một nơi yên tĩnh muốn tự kết thúc bởi vì nương ta cảm thấy sự tồn tại của mình chỉ mang đến tai họa cho một nhà chúng ta còn nghĩa phụ nương ta đã không còn mặt mũi để gặp lại vân triệt nàng rõ ràng không hề có sai gì lại thành tội nhân lớn nhất trong lòng vân triệt thở dài một tiếng thật sâu nhưng mà cuối cùng nương ta bỏ tự mình kết liễu về tới nguyệt thần giới bởi vì nương ta muốn cuối cùng lại nhìn thấy nghĩa phụ ta một lần hoặc là tốt nhất có thể chết ở trên tay nghĩa phụ mà cho dù nương ta không tự mình kết thúc nghĩa phụ không giết nương ta thật ra thời gian của nương ta đã không còn nhiều vân triệt hơi kinh hãi nàng đang nói nương của nàng hạ khuynh nguyệt khép hở mắt không để vân triệt nhìn thấy vẻ thống khổ trong mắt của nàng năm đó nương ta bị thương nặng lại huyền lực hoàn toàn biến mất, mỗi một năm nguyên khí đều khô kiệt đi, bảy năm kia, nương ta sinh hạ ta và nguyên bá cũng mang đi gần như tất cả thần tức vô cấu trên người nương ta, nương ta cuối cùng đột nhiên khôi phục huyền lực và trí nhớ, thật ra là một kiểu, hồi quang phản chiếu, ánh mắt phân triệt ngơ ngác, không nói được gì, mẫu thân của hạ khuyên nguyệt vẫn luôn thể chất yếu kém, một điểm này sợ rằng toàn bộ lưu vân thành đều biết, năm đó, khi hạ hoàng nghệ nói đến cũng từng nói thân thể của nàng cực kỳ kém, nghiêm trọng đến ngay cả đi đều hơi khó khăn lúc sinh hạ khuynh nguyệt còn bị khó sinh liền ngay cả hạ khuynh nguyệt khi sinh ra cũng toàn thân lạnh như băng hơi thở mỏng manh nếu không phải tiêu ưng toàn lực cứu giúp có lẽ vừa sinh ra liền đã mạng rơi xuống đây cũng là nguyên nhân hạ khuynh nguyệt vừa mới sinh ra đã được chỉ hôn cho tiêu triệt cho đến cuối cùng nguyệt vô cấu rời đi hạ hoàng nghĩa tuyên bố lý do với bên ngoài cũng là do thể yếu kém bệnh nặng rồi qua đời một điểm này chưa từng có ai hoài nghi nương ta vốn lặng yên trở lại nguyệt thần giới nhưng không biết vì sao lại bị người khác phát hiện cũng lửa cháy thêm dầu khiến cho danh dự của nghĩa phụ ta nhận lấy tổn thương rất lớn nương ta vốn tưởng rằng nghĩa phụ sẽ càng oán nương ta nương ta có lẽ sẽ tự tay giết nương ta nhưng mà nàng nhẹ nhàng thở ra một tiếng nói nghĩa phụ nói với nương ta vô cấu vô nhai là lời thề cả đời nghĩa phụ không vì nương ta là vô cấu thần thể cũng không vì nương ta đã không sạch có thể lại trở về đã là trời cao ban ơn rất lớn cho nghĩa phụ vân triệt hạ khuyên nguyệt nhẹ giọng kể tiếp kia đều không phải là lời nói suông dối trá sau khi nương ta trở lại nguyệt thần giới, mọi người, bao gồm cả người của nguyệt thần giới đều cho rằng nương ta bị nghĩa phụ nhốt lại, mỗi ngày ở trong tối tăm mịt mù dưới sự phẫn nộ của nghĩa phụ, thậm chí có khả năng đã bị tra tấn đến chết. Nhưng mà thật ra những năm này, nương ta có tiểu thế giới của riêng mình, có rất nhiều thị nữ đặc biệt làm bạn chăm sóc cho nương ta, còn nghĩa phụ gần như mỗi một ngày đều sẽ đến thăm nương ta ở bên nương ta, thường cách một đoạn thời gian sẽ lấy lực lượng của chính mình kéo dài mạng cho nương ta đan dược cao cấp nhất của nguyệt thần giới cũng được nghĩa phụ không hề keo kiệt chút nào dùng ở trên người nương ta nếu không như thế nương ta đã sớm không còn ở trên đời ta cũng quả quyết không có khả năng được gặp lại nương ta trong lòng vân triệt rung động thật sâu ấn tượng của hắn đối với nguyệt thần đế cũng vào một khắc này triệt để đổi mới chuyện nguyệt vô cấu năm đó khiến nguyệt thần đế thừa nhận khuất nhục bao lớn ngay cả vân triệt mới tới đông thần vực không lâu đều biết được kia thậm chí được gọi là tai tiếng lớn nhất trong lịch sử nguyệt thần giới cho dù là nam nhân có sức thừa nhận cường thịnh hơn nữa cũng tuyệt đối khó có thể chịu được khuất nhục như vậy huống chi là đế vương một giới hắn dốc tất cả phẫn nộ và oán hận lên trên người nguyệt vô cấu ở trong cái nhìn của tất cả mọi người hoàn toàn là chuyện theo lẽ thường phải làm cho dù biết rõ kia không phải là lỗi của nguyệt vô cấu nhưng mà nguyệt thần đế lại vẫn đối xử với nguyệt vô cấu như lúc ban đầu vân triệt để tay lên ngực tự hỏi nếu như đổi lại là mình có năng lực làm được như vậy không nương ta đi rồi cha ta một năm bệnh mấy lần sẽ lặng lẽ rơi lệ sẽ ngồi trước bức họa của nương ta chính là cả một ngày cho nên từ nhỏ ta liền thề một ngày nào đó ta phải tìm được nương ta để cho cha ta sẽ không lại lấy nước mắt rửa mặt cho một nhà chúng ta có thể đoàn tụ ta say mê huyền đạo chính là vì mục tiêu này cuối cùng ở nguyệt thần giới ta tìm được nương ta nhưng cũng không thể không đối mặt với nghĩa phụ ta đã từng bài xích nghĩa phụ ghét nghĩa phụ oán nghĩa phụ thậm chí hận nghĩa phụ đều bởi vì nghĩa phụ khiến cha nương ta không thể không chia lìa một nhà chúng ta vĩnh viễn không thể lại đoàn tụ nhưng sau này từ trong miệng nương ta chậm rãi biết được tất cả ta tận mắt nhìn thấy nghĩa phụ đối xử tốt từng ly từng tí với nương ta ta cuối cùng không cách nào hận nghĩa phụ liền ngay cả nhận ông ấy làm nghĩa phụ ta đều cam tâm tình nguyện nguyệt thần đế cứu mạng của nàng cứu mạng của nguyệt vô cấu cùng với dùng tôn nghiêm của mình để những năm cuối cùng của nguyệt vô cấu chân chính trôi qua trong vô cấu nàng hận như thế nào sao nàng có thể hận nguyệt thần đế nghĩa phụ của nàng hắn biết hạ thúc thúc ở thiên huyền đại lục chứ vân triệt sao hỏi hạ khuyên nguyệt nói không biết nương ta không chịu đề cập nghĩa phụ chỉ từng hỏi một lần liền chưa hỏi lại nữa các nàng vĩnh viễn sẽ không để nguyệt thần đế biết về hạ hoàng nghĩa mà tương lai nàng trở về thiên huyền đại lục cũng vĩnh viễn sẽ không đề cập đến nguyệt thần đế với phụ thân có lẽ để hạ hoàng nghĩa vĩnh viễn sống trong tưởng niệm nguyệt vô cấu mới là kết quả không tàn nhẫn nhất vậy nương nàng hiện giờ còn tốt chứ vân triệt lại hỏi hạ khuyên nguyệt khẽ lắc đầu không nói gì trong lòng vân triệt hơi đau đớn năm đó đột nhiên khôi phục lại huyền lực và trí nhớ đã là hồi quang phản chiếu, đến nay lại tiếp tròn hai mươi mấy năm. Nếu không có nội tình tài nguyên vô cùng khổng lồ của Nguyệt Thần giới cùng với Nguyệt Thần đế không hề giữ lại đưa cho, đổi lại là nơi khác, có lẽ Nguyệt Vô Cấu đều khó có khả năng chống đỡ được đến hiện giờ. Nhưng dường như Nguyệt Vô Cấu đã triệt để giàu hết đèn tắt, kể cả Nguyệt Thần đế cũng đã mất lực xoay chuyển. Nguyệt Vô Nhai, giới vương của Nguyệt Thần giới, một trong bốn thần đế đông vực, nam tử đứng ở cao nhất hỗn độn lại sẽ cuồng dại như thế, bi tình như thế, thậm chí hèn mọn yêu một nữ nhân, như vậy, trận hôn điển này chẳng lẽ là vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nương nàng sao? Còn hoàn thành nghi thức hôn điển cuối cùng với nghĩa phụ ta cũng không phải ta, mà là nương ta. Đến hiện giờ Vân Triệt đã bắt đầu rõ ràng và hiểu được câu nói này của Hạ Khuynh Nguyệt, nàng cho Hạ Hoàng nghĩa 7 năm, cho hắn một đôi trai gái, điểm cuối của sinh mệnh, nàng muốn để lại cho Hạ Hoàng nghĩa. Thật không ngờ, Hạ Khuynh Nguyệt lại lắc lắc đầu, có biết vì sao nghĩa phụ cố ý để cho ta lộ diện trước hôn điển không? Hạ Khuynh Nguyệt nói, câu nói này khiến Vân Triệt hơi sững sờ cho dù thần giới hay hạ giới cho dù hôn điển ở cấp bậc nào nhà gái đều sẽ toàn bộ quá trình che dung nhan hoặc khăn vòn đỏ thẫm hoặc thúy ngọc rèm trâu và lại cuối cùng sau khi vào động phòng mới do nhà trai tháo xuống ít nhất ba lần hôn nghi chính thức của hắn chưa bỏ lần tiểu yêu hậu là hắn ở rể ra hai lần khác đều là như thế còn hạ khuyên nguyệt lại lộ diện ra trước mặt mọi người trước khi hôn điển bắt đầu lúc đó dưới lời nói kích thích của tinh thần đế nguyệt thần để kêu hạ khuyên nguyệt đi ra cho mọi người nhìn lúc này nghĩ đến kia dường như là cố tình thuận theo làm thế, là cố ý. Vân Triệt nói, đúng, là vì để mọi người nhớ kỹ khí tức của ta, nhất là khí tức lưu ly của ta, mà kỳ vốn nên là một lần duy nhất ta lộ diện. Sau khi hôn điển bắt đầu, ta sẽ lấy phương pháp di tinh hoán nguyệt, tạm thời rời phủ khí tức của ta lên trên người nương ta, sau đó để nương ta và nghĩa phụ hoàn thành hôn nghi. Nguyệt thần đế tự mình đến độn nguyệt tiên cung, nhắc nhở hạ khuynh nguyệt làm tốt chuẩn bị, đó là muốn nàng chuẩn bị tốt di tinh hoán nguyệt. Trong lòng Vân Triệt cảm khái ngàn vạn, cho dù trong lòng nguyệt thần đế ngàn nguyện vạn mong nhưng cũng không cách nào công khai tài giá nguyệt vô cấu bởi vì hắn vẫn là giới vương của nguyệt thần giới chỉ có thể bất đắc dĩ mượn phương pháp lừa dối này để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của nguyệt vô cấu có lẽ cũng là nguyện vọng lớn nhất của hắn đồng thời bởi vì hạ khuyên nguyệt có được lưu ly tâm như thế còn có thể xóa đi chuyện nhục nhã năm đó của nguyệt thần đế đồng thời chiêu cáo thiên hạ nguyệt thần giới sau này được thiên đạo che chở chuyện nhục nhã năm đó nguyệt thần đế phải chịu là vì nguyệt vô cấu thất là nữ nhi của nguyệt vô cấu hạ khuynh nguyệt nhất định vô cùng cam nguyện nhưng mà vừa rồi vì sao nàng lại lắc đầu chứ trước đó tại sao lại nói hôn điển này không chỉ muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem hơn nữa còn cho nguyệt thần giới xem đồng thời còn có thể vì lưu ly tâm của ta xóa bỏ đi chuyện nhục nhã năm đó của nghĩa phụ cũng khiến cho nương ta có thể tiêu tan khúc mắc lớn nhất hạ khuynh nguyệt nói ra suy nghĩ trong lòng vân triệt nhưng tiếp theo lại nói một câu khiến vân triệt cực kỳ kinh ngạc nhưng chuyện này lại không phải là toàn bộ của hôn điển này một mục đích quan trọng khác là vì để cho ta có thể danh chính ngôn thuận kế vị nguyệt thần đế vân triệt lại một lần nữa không cách nào lý giải cho nàng kế vị nguyệt thần đế vì sao nguyệt thần đế có giai có gái có 11 nguyệt thần khác vì sao lại muốn để hạ khuynh nguyệt mới đến nguyệt thần giới vài năm kế vị nguyệt thần đế không nói đến thân phận của nàng chính là nghĩa nữ khí tức huyền lực của nàng mới là thần linh cảnh sơ kỳ còn không bằng mình đâu so sánh với hai chữ thần đế có khí thế áp đảo thiên hạ cũng hoàn toàn không có khả năng phù hợp với nhau chẳng lẽ bởi vì nàng có lưu ly tâm nguyệt thần giới là tồn tại hạng nào một trong bốn vương giới của đông thần vực có lịch sử và truyền thừa gần trăm vạn năm hạ khuynh nguyệt và nguyệt thần giới đã không có huyết thống lại không có sâu xa cũng bởi vì lưu ly tâm nên để cho nàng làm nguyệt thần đế quả thật tương đương với đưa nguyệt thần giới to lớn cho một người ngoài chẳng phải vô nghĩa sao hạ khuynh nguyệt nói rất nhiều nguyên nhân bởi vì lưu ly tâm của ta bởi vì linh lung thể của ta có lẽ cũng bởi vì ta là nữ nhi của nương ta càng bởi vì nghĩa phụ đã không có lựa chọn nào khác vân triệt nghe càng lờ mờ ta có thể hiểu được lưu ly tâm năm đó trụ thiên giới cũng bởi vì có được một tổ tiên có lưu ly tâm mới có thể trở thành vương giới nếu như nàng trở thành nguyệt thần đế có lẽ cũng sẽ khiến nguyệt thần giới có được cái gọi là trời phù hộ nhưng mà hạ khuynh nguyệt tiếp tục nói sở dĩ vương giới cường đại chủ yếu là sự tồn tại của truyền thừa đặc thù có thể luôn luôn có lực lượng cấp bậc cao nhất do đó không thể lay động mà muốn đạt được nguyệt thần lực tán thành từ đó nhận được truyền thừa hoặc cần thiên phú cực cao hoặc cần độ phù hợp vừa đủ Vân Triệt đã sớm biết được một điểm này, tinh thần của tinh thần giới, nguyệt thần của nguyệt thần giới đều như thế, nghĩa phụ ta kế thừa là nguyệt thần lực của Tử Khuyết nguyệt thần mạnh nhất, nhưng mà trong toàn bộ tử tôn của nghĩa phụ lại không có một ai có tư cách nhận được thừa nhận của nguyệt thần lực, càng không có ai có thể kế thừa Tử Khuyết thần lực của nghĩa phụ, mà linh lung thể của ta lại có thể trở thành vật dẫn hoàn mỹ cho lực lượng, nghĩa phụ nói, ta là lựa chọn duy nhất của nghĩa phụ, cũng là lựa chọn hoàn mỹ mà trời ban cho. Vân Triệt nhíu nhíu mày, không hiểu nói chẳng lẽ nghĩa phụ của nàng chán ghét làm nguyệt thần đế cũng có lẽ sau này trong tử tôn của hắn sẽ xuất hiện người phù hợp cũng chưa biết chừng tại sao phải vội vã quyết định chuyện này như vậy hạ khuyên nguyệt thầm thở dài một tiếng qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói bởi vì thời gian của nghĩa phụ cũng không còn thừa lại bao nhiêu vân triệt sửng sốt kinh ngạc nói nàng nói cái gì trong mắt hạ khuyên nguyệt mông lung như dương nàng biết mình đi như vậy đại biểu cho cái gì nàng triệt để hủy diệt tất cả tôn nghiêm của nghĩa phụ hủy diệt đi kỳ vọng của hắn cũng hủy diệt đi tâm nguyện cuối cùng của hắn và mẫu thân nàng biết cả đời mình đều phải sống trong áy náy với nghĩa phụ nhưng mà nếu như không làm vậy lại thẹn với vân triệt chết mà sống lại đến hôm nay nàng mới chân chính rõ rằng năm đó khi mẫu thân làm ra lựa chọn đã thống khổ không chịu nổi nhường nào chọn ai cũng là sai chọn ai cũng là tội nhưng mẫu thân lại may mắn là bởi vì người nên hận mẫu thân nên trách mẫu thân lại chân chính cho mẫu thân chân tình vô cấu nếu như nguyệt vô cấu là nam tử đối mặt với hai nữ nhân lựa chọn của hắn sẽ không thống khổ thậm chí có thể sẽ trở thành một đoạn giai thoại nhưng bởi vì là nữ tử cho dù làm cái gì lựa chọn điều gì ở trong mắt người đời lại vĩnh viễn chỉ có ô nhục với tội lỗi cho dù tất cả không phải là lỗi của mẫu thân cho dù nguyệt thân đế chưa bao giờ hận mẫu thân đây không thể nghi ngờ là bi ai rất lớn khuynh nguyệt nghĩa phụ của nàng hiện giờ hắn bao nhiêu tuổi vân triệt hiển nhiên không nhận thấy được tâm cảnh vẫn luôn hỗn loạn không chịu nổi của hạ khuynh nguyệt vừa nghĩ vừa nói một vạn bảy ngàn tuổi hạ khuynh nguyệt trả lời vân triệt nhíu chân mày vậy không đúng đi ta từng nghe sư tôn nói đến cấp bậc như nguyệt thần đế tuổi thọ đều sẽ dài đến năm vạn tuổi thậm chí có khả năng rất cao nguyệt thần đế ngay cả một nửa còn chưa đến làm sao có thể còn thừa lại không bao nhiêu giọng hạ khuyên nguyệt như sợi tơ bay thiên cơ tiên đoán vân triệt trợn trừng mắt sau đó chợt bĩu môi một cái hả ta còn tưởng là gì chứ hóa ra là đám lão lừa đảo kia lời đám lão lừa đảo kia mà các người cũng tin vân triệt nhận định thiên cơ giới đều là một đám lão lừa đảo đương nhiên không phải không có nguyên do hắn dưới trời giáng cửu kiếp nhưng vẫn bình yên vô sự là bởi vì thần lực tà thần của hắn mà ba lão thiên cơ lại tuyên bố rằng bởi vì hắn là thiên đạo tri tử mặc dù thay hắn giải vây nhưng bị phân triệt thật sự đội lên cái nón lão lừa đảo như vậy nhưng kỳ lạ thay các đại tinh giới của đông thần vực đều rất tin tưởng thiên cơ và tiên đoán này của thiên cơ giới bao gồm cả tứ đại vương giới đại hội huyền thần ba lão thiên cơ còn cùng bàn với vương giới cách mỗi ngàn nam nghĩa phụ sẽ tự mình đi thiên cơ giới một lần mỗi lần lấy được thiên cơ đều sẽ ứng nghiệm chưa từng có ngoại lệ vân triệt năm năm trước là một lần cuối cùng nghĩa phụ đi thiên cơ giới lấy được thiên cơ là trong vòng 10 năm sinh cơ của nghĩa phụ tất tuyệt đây là thiên cơ 5 năm trước nói cách khác đến hiện giờ nguyệt thần đế còn nhiều nhất 5 năm thời gian nếu như ứng nghiệm vân triệt quả quyết lắc đầu chuyện này không có khả năng tuổi thọ của nguyệt thần đế còn xa xa chưa tới hôm nay ta vừa mới gặp được hắn tinh khí thần quả thật tốt đến không thể tốt hơn nếu như nói bị người giết chết trên đời này có ai có thể giết một thần đế nếu nói ai đó có thể đánh bại nguyệt thần đế vân triệt đương nhiên tin tưởng long hoàng có thể làm được thiên diệp phạm thiên cũng có thể làm được nhưng nếu như nói ai đó có thể giết nguyệt thần đế đừng nói vân triệt đoán chừng trên đời này đều sẽ không có ai tin có thể làm thần đế tu vi thần đạo đều là thần chủ trí cảnh tuy rằng vân triệt không hề biết rõ cảnh giới này rốt cuộc cường đại đến mức độ nào nhưng lại biết được đến cấp bậc này muốn chết còn khó hơn lên trời cho dù ba thần đế khác của đông thần vực liên thủ muốn giết nguyệt thần đế trừ phi nguyệt thần đế tự tìm đường chết bằng không nếu như hắn không muốn, ba thần đế liên thủ cũng gần như không có khả năng giết được hắn, nhưng nghĩa phụ lại tin tưởng, hơn nữa, trước khi đi vào thiên cơ giới lần đó, chính nghĩa phụ đã sớm có dự cảm tương tự, Vân Triệt vẫn lắc đầu, sau đó thấp giọng nguyền rủa một câu, cho dù trước đó chuẩn như thế nào, lời nói này vốn không cần tin tưởng, bà lão lừa đảo kia, thật sự bịt bậm đủ sâu, hạ khuyên nguyệt buồn bã than thở, nếu không ứng nghiệm tự nhiên là tốt nhất nhưng nghĩa phụ là nguyệt thần đế nghĩa phụ tin tưởng hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng trước khi nó ứng nghiệm đối với nghĩa phụ mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tìm được người có thể kế vị nhưng trong tử tôn của nghĩa phụ lại không có một ai có thể kế thừa vị trí thần đế toàn bộ nguyệt thần giới cũng không tìm thấy một ai có thể phù hợp với thần lực tử khuyết cho nên nghĩa phụ đã chọn ta tuy rằng nghĩa phụ nói ta là lựa chọn hoàn mỹ nhất của nghĩa phụ nhưng ta biết đây là lựa chọn bắt buộc khi nghĩa phụ rơi vào đường cùng vân triệt lại vào lúc này lắc đầu không tuy rằng ta không phải là nguyệt thần đế nhưng nếu như vậy có lẽ hắn cũng không phải đang an ủi nàng nàng thật sự là lựa chọn hoàn mỹ nhất trời ban cho. Cho dù hiện giờ trong số tử tôn của hắn có một người có thể kế thừa thần lực của hắn, hắn vẫn sẽ lựa chọn nàng. Hạ khuyên nguyệt nghiêng mắt đẹp đi, mang theo một chút khó hiểu. Nghĩa phụ của nàng không giống với chúng ta. Chúng ta chẳng qua mới chỉ vài chục năm cuộc đời mà hắn đã gần hai vạn năm. Đối với người ở cấp bậc đó của hắn mà nói, tình thân linh tinh này thật ra đã rất nhạt nhẽo. Không thể nghi ngờ quan trọng nhất đối với hắn là nguyệt thần giới đã dốc vào cả đời. Thân là nguyệt thần đế, ở trong lòng hán nguyệt thần giới không thể nghi ngờ còn hơn tất cả trong lòng hạ khuynh nguyệt cũng hiểu lời vân triệt nói con cháu không có người kế thừa thích hợp hắn đúng là có thể truyền vị trí giới vương cho nguyệt thần khác nhưng mà thần lực tử khuyết của hắn chẳng những mạnh nhất còn làm bạn với hắn cả đời cho dù là ai đều sẽ có tư tâm hy vọng lực lượng làm bạn cả đời với mình vẫn ở đế vị mà nàng nếu thật sự có thể kế thừa lại còn kế thừa hoàn mỹ mà nói vậy trong lòng nghĩa phụ nàng nhất định mừng rỡ như điên cầu huyền linh lung thể năm đó khi mặt lị đề cập đến với hắn chính là nói đơn giản người có được cựu huyền linh lung thể trong huyền mạch sẽ tự thành tiểu thế giới có thể siêu thoát giới hạn và phát tắc đây cũng là lý do vì sao mà nàng không có huyết mạch thần hoàng nhưng vẫn tu thành băng di thần công ở băng vân tiên cung đồng thời còn là lô đỉnh song tu tốt nhất trên đời không nghĩ tới linh lung thế giới trong huyền mạch kia lại còn có thể trở thành vật dẫn hoàn mỹ cho lực lượng gì đó chơi cao này cũng thật sự quá tốt đối với hạ khuynh nguyệt mà lưu ly tâm của nàng ở trong mắt người đời có thể mang đến trời phù hộ nếu nàng là nguyệt thần đế tự nhiên sẽ mang đến trời phù hộ cho nguyệt thần giới đối với nguyệt thần đế mà nói có lẽ không có gì quan trọng hơn tương lai của nguyệt thần giới đông thần vực đều rất tin tưởng chuyện lưu ly tâm sẽ được trời phù hộ vương giới càng đặc biệt tin tưởng kể cả khi ở thiên huyền đại lục mặt lỵ đề cập với hắn cũng vô cùng chính xác đề cập đến đây là thân thể trời phù hộ sau khi hạ khuynh nguyệt rơi xuống không rõ mặt lỵ đã không chỉ một lần nói với hắn hạ khuynh nguyệt đều có trời phù hộ hoàn toàn không cần lo lắng dù sao chủ thiên giới tiền lệ khổng lồ này còn đứng ở nơi cao nhất ngạo thị đông thần vực còn hơn cả nguyệt thần giới có lịch sử dài hơn nó làm cho người ta muốn quên muốn không tin cũng khó khăn nàng ở nguyệt thần giới những năm này cũng đủ để cho nghĩa phụ nàng hiểu biết về nàng có lẽ trong này cũng có một phần là bởi vì tình cảm của hắn đối với mẫu thân nàng nhưng chắc chỉ chiếm một phần rất nhỏ truyền thừa thân lực tương lai của nguyệt thần giới mới là quan trọng nhất cho nên đối với hắn mà nói nàng thật sự là lựa chọn trời ban hoàn mỹ nhất hạ khuyên nguyệt không nói gì hồi lâu giống như đang suy từ lời Vân Triệt nói. Đến giờ phút này, Vân Triệt đã hoàn toàn rõ ràng vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại nói trận hôn điển này để cho Nguyệt thần giới xem. Tuy rằng nàng có thể hoàn mỹ kế thừa tử khuyết thần lực, có lưu ly tâm có thể mang đến trời phù hộ cho Nguyệt thần giới, nhưng thân phận của nàng lại không thích hợp trở thành đế vương Nguyệt thần Nguyệt thần để có trai gái, Nguyệt thần giới có thái tử, có Nguyệt thần khác, có đủ loại phe phái. Nếu như bỏ qua đó mà truyền ngôi cho một nghĩa nữ không có xuất thân từ Nguyệt thần giới, thậm chí không ai biết cho dù là mệnh lệnh của nguyệt thần đế cũng nhất định sẽ đưa tới toàn giới vô cùng kịch liệt bài xích phản đối nhất là thái tử thần nguyệt nhưng nếu như chuyến ngôi cho thần hậu liền hoàn toàn khác tuy rằng vẫn sẽ có lực cản nhưng không thể nghi ngờ còn nhỏ hơn gấp 10 gấp trăm lần chính là vân triệt đột nhiên nói khuynh nguyệt nguyệt thần đế giới vương của vương giới là thứ mà bao nhiêu người nằm mơ đều không dám mơ nhưng mà lấy tính tình của nàng nàng thật sự nguyện ý sao hay là nàng chính là đơn thuần báo ân cho nghĩa phụ nàng hạ khuynh nguyệt nói ta không muốn trái ý nghĩa phụ nhưng trong đó cũng có nguyện vọng của bản thân ta hà vân triệt sừng sốt trong mắt hạ khuynh nguyệt trở nên sâu thẳm mái tó thật dài khẽ rơi xuống vai và trước ngực ánh sáng trong độn nguyệt tiên cung chiếu dọi lên tiên nhan như mộng ảo của nàng cả đời ta say mê huyền đạo cũng muốn đi đến cực hạn của huyền đạo nhìn xem vốn cả đời của ta cũng không nhất định có thể làm được nhưng mà kế thừa thân lực của nghĩa phụ ta liền có thể một chiều hoàn thành tâm nguyện này những năm này ta đã trải qua biệt ly người thân tông môn thảm biến còn có mấy lần mạng rơi xuống kiếp nạn ta đã triệt để rõ ràng nhỏ yếu ở trên đời này có ý vị như thế nào ta không muốn vì ta nhỏ yếu mà chỉ có thể trơ mắt nhìn không như ý nguyện hết lần này đến lần khác nàng luôn luôn tìm kiếm huyền đạo mạnh hơn những năm này tâm cảnh vẫn luôn luôn thay đổi mà một nguyên nhân chuyển biến rất lớn mà nàng không đề cập đến đó chính là phần triệt chết kế thừa thân lực và đế vị của nghĩa phụ đã có thể hoàn thành phó thác với kỳ vọng của nghĩa phụ cũng có thể thực hiện theo đuổi từ trước cho tới nay của ta ta không có lý do gì cự tuyệt thì ra là thế vân triệt chậm rãi gật đầu vô định nói gì nữa toàn thân đột nhiên chấn động mạnh trận hôn điển hôm nay của nguyệt thần giới mặc dù là một màn nói dối như cuội nhưng giống như nguyệt thần đế tuyên bố đúng là một ngày quan trọng đối với hắn càng quyết định tương lai của nguyệt thần giới không hề khoa trương nó xóa bỏ đi chuyện nhục nhã năm đó của nguyệt thần đế cởi bỏ khúc mắc cho nguyệt vô cấu để cho nàng yên tâm rời đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nguyệt thần đế với nguyệt vô cấu lót đường cho hạ khuynh nguyệt kế vị thần đế chẳng qua chỉ là một hồi hôn điển nhưng thứ chút xuống vượt quá xa tưởng tượng đối với nguyệt thần đế đối với nguyệt vô cấu đối với nguyệt thần giới đối với hạ khuynh nguyệt đều cực kỳ quan trọng hắn luôn luôn chuyên tâm lắng nghe hạ khuynh nguyệt nói không hề dừng tiêu hóa và suy nghĩ chính là đã quên tất cả đã bị hủy đi toàn bộ bởi vì sự xuất hiện của hắn bởi vì lựa chọn của hạ khuynh nguyệt toàn bộ đã bị hủy đi vừa nghĩ đến đây trong lòng vân triệt trầm trọng hắn nói khẽ khuynh nguyệt xin lỗi nếu không phải ta hạ khuynh nguyệt khẽ lắc đầu không phải là lỗi của ngươi, đây là sự lựa chọn của ta, nhưng mà, vì sao nàng không nói cho ta một chút, khi đó nàng chỉ cần truyền âm cho ta, có lẽ, có lẽ, có lẽ cái gì, Vân Triệt lại không nói tiếp, có lẽ, ngươi sẽ tiếp nhận sao, Hạ Khuynh Nguyệt nói, ít nhất, ta sẽ biết, nàng không phải thật sự gả cho Nguyệt Thần Đế, Vân Triệt ngửa đầu nhắm mắt, trong lòng tràn đầy lo lắng, Hạ Khuynh Nguyệt nói một câu giống với mẫu thân nàng như đúc, ngươi sẽ biết, nhưng người trong thiên hạ sẽ biết sao, từ đó về sau, thiên hạ đều biết ta là thần hậu của nguyệt thần giới, cho dù chỉ là hư danh, cho dù tinh thần đế không vạch trần chuyện ta và ngươi là phu thê ở trước mặt mọi người, cho dù chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần, ngươi, thật sự có thể tiếp nhận sao? Vân Triệt không cách nào trả lời, hạ khuyên nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là một người kiêu ngạo đến cực điểm, từ ngày đầu tiên cả cho ngươi, ta đã biết, hôm nay, ngươi ở ngay trước mặt nghĩa phụ hành hung hai nhi tử của nghĩa phụ, vì cái gì, còn không phải để cho ta xem căm hận giận dữ trong lòng ngươi sao, khuyên nguyệt ta, ngươi đừng cảm thấy áy nấy, càng đừng cảm thấy thua thiệt ta cái gì, nếu ngươi không ở đây, đối với ta mà nói, thần hậu chỉ là hư danh có thể thực hiện kỳ vọng của nghĩa phụ và nguyện vọng của bản thân thôi, nhưng ngươi còn đây, ta là thê tử của ngươi, một bên là nghĩa phụ và mẫu thân, một bên là vân triệt đột nhiên hiện thân, vốn có thể thuận lợi thực hiện tất cả, nhưng cũng giống như nguyệt vô cấu năm đó đột nhiên khôi phục trí nhớ, không biết trên trời đang mở ra trò đùa có ý tốt hay ác ý đối với nàng, khiến cho Vân Triệt mà nàng cho rằng đã vĩnh viễn mất đi lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng lựa chọn Vân Triệt, không trải qua suy xét, bởi vì khi đó ở trong đầu nàng chỉ có hỗn loạn vô tận, vốn không cách nào suy xét cái gì. Cho tới bây giờ nàng vẫn không biết vì sao mình lại lựa chọn Vân Triệt. Đông vực đều tới, khu điển này đã không có khả năng đổi ý và bỏ giờ. Sau khi nàng muốn độn Nguyệt Tiên Cung từ chỗ Nguyệt Thần Đế, vốn định một mình rời đi, trốn khỏi cái danh thần hậu, đợi sau khi Nguyệt Thần Đế bớt giận lại trở về giải thích và tạ tội nhưng mà hôn thư bị tinh thần đế vạch trần trước mặt mọi người vân triệt cũng thừa nhận ở trước mặt mọi người như vậy nàng chỉ có thể mang theo vân triệt cùng đi bằng không nguyệt thần đế dưới cơn thịnh nộ không không chế được chắc chắn giết vân triệt cho dù hắn là ai trong lòng vân triệt kịch liệt chấn động vừa rồi hắn yên lặng hỏi bản thân hạ khuynh nguyệt cũng không phải chân chính cả cho ai một danh hiệu và thân phận hoàn toàn giả dối hắn thật sự không đến mức hoàn toàn không tiếp thu được nhưng mà bên kia là tôn nghiêm của nghĩa phụ với kỳ vọng quan trọng nhất cùng với tâm nguyện cuối cùng trong sinh mệnh của mẹ đẻ, nàng lại lựa chọn hắn, ruồng bỏ nghĩa phụ có đại ân đối với nàng, ruồng bỏ mẹ đẻ, cũng ruồng bỏ nguyệt thần giới, trên nguyệt y của nàng dính tâm huyết nàng vừa phun ra, càng thêm khoan tim trói mắt hơn vừa rồi, bọn họ là phu thê, từ năm 16 tuổi đã là vậy, nhưng hồi tưởng lại những năm này, bản thân đã làm gì vì nàng, hắn có hồng nhan chi kỷ hết người này đến người khác, thậm chí sau này cưới thương nguyệt, cưới tiểu yêu hậu, nhưng đã từng hỏi nàng người chính thế này, đã từng nghĩ đến cảm thụ của nàng chút nào chưa? hắn vẫn cho rằng hạ khuynh nguyệt chỉ say mê huyền đạo do đó cố hết sức giữ khoảng cách với hắn coi thường mối quan hệ phu thê giữa hai người cho đến hôm nay hắn mới biết được hóa ra người chân chính coi thường lại là bản thân trước ngực hít thở không thông một trận vân triệt tiến lên trước nhẹ nhàng ôm lấy hạ khuynh nguyệt từ phía sau hạ khuynh nguyệt khẽ run lên nhưng không tránh đi thân thể của nàng vẫn lạnh như băng giống trước cha tấn phệ tâm vì phản bội nghĩa phụ mẹ đẻ mang đến khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi nhưng mà cảm nhận được sự tồn tại chân thật của vân triệt lòng của nàng vào lúc này lại từng chút từng chút một chậm rãi bình thản lại nàng nhắm đôi mắt phát ra giọng nói giống như từ trong mộng những năm này ta vẫn cho rằng bản thân sống trong mộng hư ảo cho đến lại gặp được ngươi tông môn thảm biến thoáng chớp mắt nàng đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ cô lẻ một mình mỗi một người mỗi một sự vật mỗi một luồng không khí mỗi một hạt cát bụi chung quanh đều xa lạ nàng không biết ai không ai làm bạn với nàng trợ giúp nàng tất cả ở thiên huyền đại lục giống như trí nhớ vĩnh viễn không có khả năng trở lại một câu nói nhẹ nhàng nói ra cô tịch và bi thương vô tận cho dù nàng tìm được mẫu thân ở đây làm bạn với nàng vẫn là cô tịch như trước cho đến khi vân triệt xuất hiện nàng mới cảm giác mình từ trong mộng mới tỉnh lại thậm chí cảm giác mình còn sống vân triệt lặng yên ôm nàng chặt hơn khuynh nguyệt về sau có ta cùng nàng chuyện lần này ta sẽ cùng trở về với nàng bồi tội với nguyệt thần đế và mẫu thân nàng hạ khuynh nguyệt lắc đầu không ta nói rồi không phải là lỗi của ngươi ta sẽ tự mình bồi tội với bọn họ nàng vẫn còn nhận ta là phu quân của nàng như vậy muốn thứ tội đương nhiên phải phu thê cùng nhau vân triệt mỉm cười nói hạ khuynh nguyệt vẫn lắc đầu nghĩa phụ có thể tha thứ cho ta có thể sẽ không giận lây sang ngươi nhưng mà vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho ngươi sự xuất hiện của ngươi ngược lại chỉ khiến hắn nổi giận lời hạ khuynh nguyệt nói khiến vân triệt ngẩn ra sau đó trầm mặc đi hạ khuynh nguyệt là nữ nhi của nguyệt vô cấu là nghĩa nữ của hắn dù lỗi lớn bằng trời có lẽ nguyệt thần đế đều có thể tha thứ nhưng vân triệt hắn là cái gì của nguyệt thần đế giống như là đầu sỏ gây nên tất cả không khiến toàn bộ đông thần vực đuổi giết hắn đã là cực hạn lại dựa vào cái gì mà tha thứ cho hắn tuy rằng từ đầu hắn thật sự không làm giọng hạ khuynh nguyệt hơi mềm trong lòng thở dài một tiếng mà vân triệt không cách nào nghe được 24 canh giờ cũng đủ để cho nghĩa phụ bình ổn phẫn nộ 24 canh giờ sau ta sẽ đưa ngươi đi trụ thiên giới sau đó ta sẽ về nguyệt thần giới bồi tội với nghĩa phụ ngươi đừng lo lắng cho ta nghĩa phụ đối xử với ta như thân sinh, sẽ không quá trách cứ ta, người yên tâm ở lại trụ thiên thần cảnh tu luyện, kia thật sự là thời cơ vạn năm khó gặp được, cho dù nàng không chú ý đến đại hội huyền thần, nhưng biết được chuyện một ngàn thiên tuyển chi tử sẽ vào trụ thiên châu, Vân Triệt vừa định trả lời, đột nhiên, độ nguyệt tiên cung chấn động mạnh, liền ngay cả minh quang cũng xuất hiện lóe lên trong khoảnh khắc, chân mày Vân Triệt trầm xuống, nhanh chóng bung hạ khuynh nguyệt ra, sao lại thế này, vừa nói xong, hắn liếc nhìn, ngay ở trên quầng sáng vĩ đại ở trước mặt, không gian vũ trụ mờ mịt một bóng dáng toàn thân màu vàng rực rỡ đang nhằm thẳng tới tốc độ của độn nguyệt tiên cung nhanh dữ dội mà bóng dáng màu vàng lại liên tục kéo gần khoảng cách với độn nguyệt tiên cung chấn động vừa rồi rõ ràng là công kích huyền khí của hắn hạ khuyên nguyệt nhìn quầng sáng trên ngọc nhăn lại không hề hoảng loạn là hoàng kim nguyệt thần nguyệt vô cực hắn là một trong 12 hai nguyệt thần trừ nghĩa phụ gia là người có tốc độ nhanh nhất nhưng mà hắn đuổi không kịp vừa nói nhỏ tay tuyết của hạ Khuynh nguyệt vung lên theo một chút ánh nguyệt lóe sáng độn nguyệt tiên cung vốn tốc độ cực nhanh không ngờ lại thoáng tăng nhanh một phần. Nhất thời, khoảng cách không bị gần hơn, giây lát, ngược lại dần dần bắt đầu kéo xa trên biên độ nhỏ. Nhận thấy được một điểm này, bóng dáng màu vàng kia giống như nóng nảy lên, một huyền cương màu vàng che lấp mặt trời đột nhiên đánh ra, trùm lên Độ nguyệt tiên cung. Độ nguyệt tiên cung dù sao cũng là một trong huyền hạm cao cấp nhất của toàn bộ thần giới, cho dù đối mặt với lực lượng cấp bậc nguyệt thần vẫn có lực chống đỡ rất mạnh. Ở dưới hoàng kim huyền quang, độ nguyệt tiên cung du lên, phương hướng phi hành cũng trách đi, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền lại một lần nữa khôi phục thăng bằng, tốc độ cũng gần như không nhận đến ảnh hưởng gì, mà dưới lực phản chấn, bóng dáng màu vàng kia lại một lần nữa bị kéo xa, hy vọng hắn sẽ không đuổi theo lâu. Hạ Khuynh Nguyệt vừa nói xong liền nhìn thấy bóng dáng màu vàng kia đột nhiên dừng lại, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất khỏi trong tầm mắt. Hạ Khuynh Nguyệt hơi giật mình, ngược phập phồng, thất thần thì thầm, nghĩa phụ đã nguôi phẫn nộ rồi sao? Trên tay nàng, một chút huyền quang lại chớp động, tốc độ của đội nguyệt tiên cung thắng chậm đi tốc độ cực hạn sẽ gia tăng tiêu hao năng lượng trên phạm vi lớn hoàng kim nguyệt thần đột nhiên không đuổi theo nữa chỉ có thể là do mệnh lệnh của nguyệt thần đế cũng ý nghĩa nguy cơ có lẽ đã giải trừ rồi cũng không cần thiết giữ tốc độ phi hành cực hạn đến có năng lượng ít nhất có thể phi hành 24 canh giờ không khí khẩn trương mới kéo dài không đến 10 giây liền hoàn toàn tiêu tán hai người bốn mắt nhìn nhau lại nhất thời nhìn nhau không nói gì vân triệt là cố nhân đầu tiên mà hạ khuy nguyệt gặp được ở thần giới còn hạ Khuyên nguyệt lại không phải là cố nhân đầu tiên vân triệt gặp được ở thần giới bọn họ là phu thê thành hôn 12 năm lại luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều giống như gần giống như xa mỗi một lần gặp mặt đều vội vàng mà qua mà mỗi một lần chia xa lại sẽ liên tục mấy tháng thậm chí mấy năm để nỗi còn từng có chia cách sinh tử nếu không phải có hôn nghi kia hôn thư kia có lẽ cũng không có gì chứng minh bọn họ lại là một đôi phu thê nhưng mà kỳ diệu chính là bọn họ lại luôn sẽ dung nhập vào trong tính mạng của đối phương thiên kiếm sơn trang cuối cùng là trận chiến phu thê của bọn họ nàng thân ở băng vân tiên cung phân triệt lại trở thành nam đệ tử đầu tiên trong lịch sử băng vân tiên cung nàng được đưa tới thần giới bọn họ chia cách sinh tử sao lại một lần nữa gặp lại ở thần giới to lớn này giống như luôn luôn bị một sợi tơ vô hình nào đó thắt lại một chỗ hơn nữa chặt chẽ và phức tạp hạ khuynh nguyệt mở miệng trước năm đó ngươi sống sót trong thái cổ huyền chu như thế nào với tại sao lại đến thần giới lúc đó ta cũng cho rằng mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ chuyện trên thái cổ huyền chu đã hơi xa xôi đối với vân triệt nhưng trí nhớ vô cùng rõ ràng hắn bắt đầu kể lại tất cả khi đó cho hạ khuynh nguyệt hắn nói cho hạ khuynh nguyệt sự tồn tại của mặt lị nói cho bản thân hắn theo thái cổ huyền chu rơi vào huyện yêu giới tìm được phụ mẫu thân sinh cũng gặp được tiểu yêu hậu sau đó trở lại thiên huyền đại lục giải cứu băng vân nguy nan từ bản thân đến băng vân tiên cung đến trưởng thành của hạ nguyên bá đến kiếp nạn hiên viên vấn thiên đến thay đổi kết cục của thiên huyền đại lục mãi cho đến mình đi theo mộc băng vân đến thần giới bái nhập băng hoàng thần tông lần đầu tiên hắn mở rộng lòng như thế với hạ khuynh nguyệt có lẽ là vì lựa chọn của nàng gây ra xúc động thật sự quá lớn cho hắn không nghĩ tới tổ tiên băng vân vẫn còn ở trên đời băng vân tiên cung lại còn có sâu xa với ngâm tuyết giới như vậy hạ khuynh nguyệt cảm thán một tiếng năm đầu tiên sau khi đến thần giới hạ khuynh nguyệt đã từ trong miệng nguyệt thần để biết được băng di thần công mà mình thi triển ra rõ ràng là băng hoàng phong thần điền của ngâm tuyết giới nhưng mà tự nhiên không cách nào nghĩ đến sâu xa này lại thần kỳ như thế nghĩ đến mộc băng vân trong lòng vân triệt không tự chủ ấm áp về sau có cơ hội ta dẫn nàng đi gặp băng vân cung chủ lúc ban đầu ta cho rằng băng vân cung chủ là một người lạnh tâm lạnh tình đến cực điểm sau này ta mới phát hiện ra nàng không phải không hề có tình ngược lại là người tinh thuần nhất ôn nhu nhất mà ta từng gặp một lần này khẳng định lại khiến nàng lo lắng cho ta bất chi bất giác Độn Nguyệt Tiên cung đã bay ra khỏi khu vực Đông Thần vực, đi tới biển không gian vô tận chưa biết. Video tập 208 kết thúc ở đây nhé. Tập tiếp theo bộ truyện nghịch thiên tà thần ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kỳ quy truyện.